Eason tung MV mới làm fan mãn nhãn bởi cảnh đẹp như cổ tích, lộ ý đồ nhắm tới fan quốc tế và không cho Eason, Suga quay lại số 1 Melon. Đúng 12 giờ ngày 16 tháng 6 giờ địa phương, Eason chính thức tung ra MV ca khúc chủ đề Secret Story of the Swan, nằm trong mini album thứ 3 Oneiric Diary. Do gặp sự cố kỹ thuật, sản phẩm đã phát hành muộn hơn dự kiến 18 tiếng, nhưng nhạc số và album vẫn được tung ra đúng theo kế hoạch từ trước. MV Secret Story of the Swan Eason. Secret Story of the Swan là một ca khúc nhạc đan với nội dung nói về việc muốn trở thành con người mà mình mong muốn từ sâu thẳm trong trái tim. Các cô gái diễn tả mình giống như nhân vật chính trong truyện cổ tích và MV cũng mang đến những khung cảnh thần tiên khiến fan mãn nhãn. Eason trong MV mới với khung cảnh thần tiên như truyện cổ tích. Sau gần một ngày phát hành, ca khúc chủ đề mới nhất của Eason đã càn quét các bảng xếp hạng nhạc số, với những vị trí cao nhất trên 4 trang nhạc số gồm Melon, Bugs, Genie và Sorry Butter. Tuy nhiên, sau đó thì bài hát đã rớt hạng nhẹ, và chỉ còn trụ vững hạng nhất trên Melon trước Azusuga. Secret Story of the Swan trên E-chart sau một ngày phát hành. Tiếp tục trụ hạng nhất trên Melon trước S của Azusuga. Một điều đáng chú ý trong sản phẩm lần này là lần đầu tiên MV tiếng Hàn của nhóm được cài phụ đề ba thứ tiếng gồm Anh, Nhật và Trung. Trong các MV trước như là Vienos, Violetter và Fiesta hoàn toàn không có phụ đề. Đây được xem như hành động tích cực của công ty nhằm hướng nhóm đến sự chú ý của fan quốc tế nhiều hơn. Lần đầu tiên MV tiếng Hàn của Eason được cài phụ đề. Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Hay xuất sắc. Cũng bình thường. Chán quá, thất vọng. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.